Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập của bài 146 trong vở bài tập tại lớp 4 nhé. Điều ngồi cho cô thì các em hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi các video mới. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bài số 1, yêu cầu các em tính 5/8 cộng 9/32. Hai phân số này có mẫu khác nhau thì các em đưa về cùng mẫu đi. 32 chia hết cho 8 này, như vậy mẫu số chung chúng ta sẽ bằng 32. 32. Các em lấy cả tử và mẫu của phân số thứ nhất, các em nhân 4. Ta có 5 nhân với 4 thì bằng 20. Đấy, quy đồng mẫu. Phân số thứ hai các em giữ nguyên 9/32. Đến đây là ta cộng hai phân số cùng mẫu thì các em lấy tử cộng tử, 20 cộng 9 bằng 29, giữ nguyên mẫu 32. Kết quả của ta bằng 29/32. Sang ý B, trừ hai phân số khác mẫu, các em cũng cần phải đi quy đồng mẫu. Mẫu số chung của chúng ta ở đây sẽ bằng 35. Toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân với 7, 4 nhân 7 bằng 28. 5 nhân 7 35. Toàn bộ phân số thứ hai kem nhân cả tử và mẫu 15. 4 5 20. 7 nhân 5 35. Đến đây hai phân số này đã cùng mẫu rồi, kem lấy tử trừ đi tử. 28 trừ 20 bằng 8. Giữ nguyên mẫu 35. Kết quả bằng 8/35. Sang ý C. Ý C là nhân hai phân số. Nhân hai phân số thì em lấy tử nhân với tử, mẫu nhân mẫu thôi. Đúng không ạ? Các em lấy 9 nhân với 7 chia cho 14 nhân 6. 9 nhân 7 bằng 63. Các em lấy 14 nhân với 6 thì kết quả sẽ bằng 84. Đến đây các em sẽ đi rút gọn cả tử và mẫu. Cả tử và mẫu của phân số này nó chia hết cho 21. 21, 63 chia cho 21 thì bằng 3. 84 chia 21 bằng 4. Như vậy sau khi rút gọn chúng ta được phân số 3/4. Tiếp theo 5/9 chia cho 10/21. Muốn chia hai phân số, các em giữ nguyên phân số thứ nhất, nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. Đến đây các em lấy tử nhân với tử, mẫu nhân với mẫu. 21 nhân với 5 thì bằng 105. 9 nhân 10 90. Cả tử và mẫu của phân số này nó cùng chia hết cho 15. Kem đi rút gọn. Chia cả tử và mẫu cho 15. 105 chia 15 bằng 7. 90 chia 15 bằng 6. Kết quả sẽ bằng 7/6. Tiếp theo nữa, chúng ta có 8/15 cộng 4/15 chia 2/5. Câu này rất nhiều các em sai, là các em đi làm phép cộng. Lấy 8/15 cộng 4/15 trước là sai này. Có phép cộng và phép chia, các em làm thực hiện phép chia trước. Như vậy cái 8/15 chưa thực hiện, các em đưa ra sau. Phép cộng thực hiện sau. 4/15 phép chia thì các em chuyển thành nhân đảo ngược, nhân 5/2. Như vậy 8/15 các em giữ nguyên này, cộng với này. Ở đây các em có thể nhẩm như sau. Các em rút gọn này,
Con 5 này kem rút gọn với con 15. Đúng không ạ? Ta nhẩm nhá, cái này rút gọn đây. Như vậy cái này được 3 này. Đây còn 3. Đúng không ạ? 15 chia 5 thì đây còn 3. 4 chia cho 2 như vậy đây còn 2. Như vậy sau khi rút gọn thì cái này nó sẽ bằng 2/3. Đã nhìn thấy chưa? Đây này, 15 chia 5 này thì mất con 5 này, đây còn 3 này. 4 chia 2 thì đây còn 2 này. Như vậy cộng 2/3. 2/3 thì chúng ta sẽ quy đồng 8/15 đưa về mẫu là 15, đúng không ạ? Mẫu số chung 15. Như vậy muốn đưa về 15 thì cái này phải nhân 5. Nhân 5 thì trên tử cũng nhân 5. 2 5 10 3 5 15. Cộng 2 phân số cùng mẫu, các em giữ nguyên mẫu, lấy tử cộng với nhau. Như vậy nó sẽ bằng 18/15. 18/15 bạn nào đi rút gọn chia cho 3. 18 chia 3 bằng 6, 15 chia 3 bằng 5. Như vậy cũng có thể viết bằng 6/5. 6/5 cũng được. Sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài trên hãy dừng lại một chút làm cho xong đã. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 20, chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy. Như vậy, muốn tìm diện tích hình bình hành thì các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao. Đúng không? Trong khi đó ở đây người ta mới cho độ dài đáy thôi, chưa cho chiều cao. Thì các em phải đi tìm chiều cao đã. Tìm chiều cao bằng cách lấy độ dài đáy nhân 2/5. Các em đi tìm chiều cao. Như vậy trước tiên các em đi tìm cho cô chiều cao của hình bình hành. Các em lấy đáy nhân 2/5 thì sẽ ra được chiều cao. Vì người ta bảo là chiều cao bằng 2/5 độ dài đáy. Nhân với 2 thì bằng 40, 40 chia 5 bằng 8. Như vậy độ dài đáy ở đây bằng 8 cm. Biết độ dài đáy rồi, biết độ dài đáy rồi, biết chiều cao rồi. Công thức tính diện tích hình bình hành thì các em lấy độ dài của đáy các em nhân với chiều cao. Như vậy diện tích hình bình hành là em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao, 20 x 8 bằng 160 cm². Đáp số 160 cm². Ta chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa xong bài tập này dừng lại một chút làm cho xong đấy nhé. Mẹ hơn con 25 tuổi, tuổi con bằng 2/7, 2/7 tuổi của mẹ. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?
Như vậy, đây là bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ, đúng không? Ta có sơ đồ. Tuổi con, đây là tuổi mẹ. Tuổi con 2 phần, tuổi mẹ 7 phần. Như vậy ở đây tuổi con là 2 phần, tuổi mẹ 7 phần. Mẹ hơn con 25 tuổi. Như vậy cái phần hơn này 25 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi và mẹ bao nhiêu tuổi. Theo sơ đồ, thì hiệu số phần bằng nhau. Hiệu số phần bằng nhau thì các em sẽ lấy 7 phần. Các em trừ đi 2 phần, như vậy hiệu số phần bằng nhau ở đây là 5 phần. Tuổi con là 2 cho hiệu số phần nhân với số phần của con là 2 phần. 25 chia 5 bằng 5, 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy tuổi con ở đây là 10 tuổi. Tuổi của mẹ bằng bao nhiêu tuổi? Các em lấy tuổi của con, các em cộng thêm 10 thì sẽ là tuổi của mẹ. Lấy tuổi của con này cộng thêm 25 này thì sẽ ra tuổi mẹ bằng 35 tuổi. Hoặc các em sẽ lấy hiệu số phần này. Các em chia cho sẽ lấy hiệu này chia cho hiệu số phần, tức là lấy 25 chia cho 5 rồi nhân với số phần của mẹ, tức là nhân với 7 phần. Đến đây, bạn nào không đi tìm tuổi của con mà tìm tuổi của mẹ luôn thì các em lấy hiệu là 25 chia cho 5, sau đó nhân với 7. 25 chia cho 5 thì bằng 5, 5 nhân 7 bằng 35 tuổi thì cũng được nhá. Đáp số 35 tuổi. Vì sao? Vì người ta chỉ hỏi là mẹ bao nhiêu tuổi thôi. Đấy, thì các em có thể tìm tuổi của mẹ luôn bằng cách lấy 25 chia 5 rồi nhân với 7 lên. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 3. Bạn nào chưa xong thì hãy dừng lại làm cho xong, cô chuyển sang bài tập số 4. Viết phân số tối giản của phần đã tô đậm của mỗi hình sau. Vậy các em xem cả cái hình này có bao nhiêu hình tam giác này? 1, 2, 3, 4, này, 5, 6, 7, 8. Nó có 8 hình tam giác nhỏ bằng nhau. Được chưa? Người ta tô màu, tô đậm vào 4 hình. Như vậy ở đây là người ta đã tô đậm là 4 phần 8. Lấy số phần đã tô màu chia tổng số phần. 4 phần 8 thì các em sẽ rút gọn sẽ bằng 1 phần 2. Tương tự, các em sẽ đếm xem thử có bao nhiêu ô vuông ở đây. 1, 2, này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ô vuông mà đã tô màu 4 ô vuông. Như vậy lấy số tô ô vuông đã tô màu chia tổng số ô vuông bằng 4 phần 12. 4 phần 12 các em rút gọn đến phân số tối giản, các em chia cả tử và mẫu cho 4 thì sẽ bằng 1 phần 3. Như vậy trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong các bài tập. Bài 146 trong vừa bài tập toán lớp 4. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy chia sẻ video, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để tiếp tục theo dõi các video mới nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.